Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Trác Phú lần đầu tiết lộ chuyện bán mình cho Electrolux, thương vụ chốt 250 triệu USD, đến khâu thẩm định thì may mắn có cớ để hủy kèo. Thương vụ Electrolux mua Sunhouse diễn ra 3 năm trước đã thỏa thuận xong với mức giá 250 triệu USD. Ngày 31 tháng 12 năm 2017 là hạn chót kết thúc thẩm định, nhưng đơn vị thẩm định thực hiện chậm. Trác Phú chiêm nghiệm rằng đâu đó có thể là may mắn hoặc là một kiểu tâm linh. Chia sẻ tại tọa đàm định vị và nâng tầm thương hiệu Việt trong xu thế hội nhập, ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse, đã nhắc tới câu chuyện suýt bán Sunhouse 3 năm về trước. Sunhouse được thành lập từ năm 2000 với tên gọi là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Thắng, vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Vài năm về trước thì Electrolux đã đặt lên bàn thỏa thuận mua lại Sunhouse. Thương vụ đã thỏa thuận xong về cơ bản, định giá là 250 triệu đô. Trác Phú ngẫm lại, đến phút cuối cùng đơn vị tư vấn Due Diligence thẩm định doanh nghiệp chậm, đáng lẽ là kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, nhưng mà họ chưa xong mà Electrolux lại quên gửi thư xin gia hạn. Đấy cũng là cái cớ để mình hủy bỏ thỏa thuận. Đâu đó có thể là may mắn hoặc là một kiểu tâm linh. Thời điểm lựa chọn bán mình, Trác Phú muốn chuyển nghề. Ông cho biết bản thân rất đam mê đầu tư và thích đầu tư. Ông Phú kể: "Nhưng sau đó thì tôi suy nghĩ, ngày xưa sở dĩ mình đầu tư vào sản xuất vì đau đáu câu chuyện làm thương mại, món hàng gì cũng phải đi nhập. Những năm 90-2000, Việt Nam chưa có hàng hóa gì, gia công cho nhà máy nước ngoài không phải quá phức tạp. Tôi là dân kinh tế, lại lao vào lập nhà máy và cũng đau đáu là muốn làm gì đó từ đôi bàn tay của mình. Câu chuyện Make in Việt Nam, bản thân trong mỗi doanh nghiệp, mỗi chủ doanh nghiệp cũng có khát khao đó." Câu chuyện cao hơn trong việc hủy thỏa thuận M&A đó là thương hiệu. Trác Phú chia sẻ, đó là chiếc áo sơ mi An Phước may cho Pierre Cardin. Nhưng vì sao Pierre Cardin có thể bán với giá gấp rưỡi dù là cùng chất liệu và kiểu dáng? Vì sao họ vẫn bán được và chính người Việt thì lại mua lại? Khi hiểu được giá trị thương hiệu, tôi đã đăng ký Sunhouse ở Việt Nam. Khi nhìn thấy một loạt thương hiệu nổi tiếng Việt Nam đều bán cho nước ngoài, tôi muốn giữ lại thương hiệu này. Ông cũng kiến nghị chính phủ cũng như cơ quan nhà nước quan tâm đến chuỗi giá trị và phần giá trị để lại ở quốc gia mình, để lại cho người dân mình. Bên cạnh đó, Trác Phú nhìn nhận thương hiệu được làm nên bởi các trục chính sau. Thứ nhất là hệ thống quản lý chất lượng. Muốn làm tốt việc này phải có hệ thống chất lượng quốc gia, từ đó định hướng cho các doanh nghiệp xây dựng các hệ thống chất lượng để có được lòng tin của người dùng. Thứ hai là truyền thông marketing. Trác Phú chia sẻ, truyền thông quan trọng là tuyên truyền cho người dùng, cho nhà tạo lập chính sách, tạo động lực tinh thần cho chủ doanh nghiệp để họ hướng đến việc dám đầu tư vào khúc giá trị cao nhất trong sản phẩm mà theo tôi trong tương lai chắc chắn nó sẽ là thương hiệu. Tất nhiên, chuyện đưa thương hiệu ra nước ngoài không phải là điều đơn giản, phải theo từng bước mà mỗi doanh nghiệp đều phải lần mò. Nhưng dần dần, từ doanh nghiệp, người dân hiểu đúng về thương hiệu quốc gia, tạo lập được các chính sách tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhiều thương hiệu ra toàn cầu và đương nhiên thương hiệu quốc gia cũng sẽ phát triển. Bảo Bảo, doanh nghiệp và tiếp thị, CafeBiz, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.